bảy loại cây có độc tố nên thận trọng nếu trồng trong nhà nhất là loại thứ hai nhiều người thích những loại cây dưới đây có màu sắc đẹp hoặc mang ý nghĩa may mắn nhưng bạn nên thận trọng khi trồng trong nhà bởi chúng có chứa độc tố tám loại cây có độc nên cẩn thận khi trồng trong nhà việc trồng cây trong nhà vừa mang ý nghĩa tài lộc vừa giúp thanh lọc không khí tuy nhiên trước khi chọn cây bạn nên lưu ý bởi có một số cây chưa độc tố có thể gây hại sức khoẻ cho các thành viên trong gia đình bạn Cây vạn niên, đây là loại cây dễ trồng và theo phong thủy thì nó là cây hút tài lộc nên được trồng khá nhiều ở Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả các bộ phận của cây đều có độc nên phải thật cẩn trọng khi trồng loại cây này trong nhà. Hoa đậu quyên, cây hoa đậu quyên có màu sắc hoa rất đẹp lại vô cùng đa dạng, cây thân gỗ thường mọc nhiều ở vùng núi. Tuy nhiên, mọi người ít ai biết rằng tất cả các bộ phận của cây đều chứa chất độc abutin glucoside và andromedosin. Nếu chẳng may ăn phải lá hoặc hoa đậu quyên sẽ có triệu chứng như chảy nước dãi buồn nôn và nôn, khó thở, chóng mặt, cây hồng môn, cây hồng môn mọc thành bụi, sống lâu năm, thân ngắn, lá và những bông hoa đỏ tươi có độc tính. Nếu trẻ con ăn phải sẽ gây đau nhức, sưng và bỏng ruột miệng lưỡi. Nếu ăn nhiều sẽ gây khàn giọng và khó nuốt. Cẩm tú cầu, nhiều người yêu thích và muốn trồng hoa cẩm tú trong nhà bởi màu sắc quyến rũ và nở bông với kích thước lớn. Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận với lá và củ cây bởi trong đó có chứa chất hydrogen cyanogenic glycoside tiêu chảy, nôn mửa, thở gấp. Hoa thủy tiên Câu hoa thủy tiên là loài hoa đẹp và cao sang. Hoa đẹp, màu trắng và có củ giống củ hành tây. Nếu chẳng may trẻ ăn phải củ của loài hoa này có thể bị buồn nôn, chóng mặt, đau đầu, ăn nhiều sẽ khiến cho toàn thân run rẩy, hôn mê và thậm chí là tử vong. Cây vạn tuế Vạn tuế là loài cây cảnh đẹp và nhìn rất sang trọng, nhưng nó thải chất độc cực mạnh ở ngọn và vỏ cây, có thể gây ung thư, loạn thần kinh hoặc tử vong. Cây ngô đồng, cây ngô đồng còn có tên khác là sen lục bình, cây ngô đồng có nguồn gốc từ châu Mỹ nhưng được trồng làm cảnh trên khắp thế giới. Không chỉ có hoa đẹp quanh năm, cây ngô đồng còn có khả năng thu hút nhiều loài bướm. Mặc dù rất đẹp nhưng trong hạt, thân và củ lại chứa chất độc khơ sinh. Chất độc này khi vào cơ thể người sẽ gây buồn nôn, chóng mặt. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.